Bây giờ thì anh sẽ dẫn Đức và quý vị khán giả chúng ta sẽ trải nghiệm phần sân vườn trước, trước khi vào nhà, đúng không ạ? Thì okay. Phần này là phần rất đẹp. Đây, anh mình sẽ đi một vòng nhé. Ok. Thì. Ở đây thì em đang thấy là cái nhà này nó cao hơn với cái mặt đường ở dưới đúng không anh? Nhà này thì được tôn lên soi mặt đường là 1,5 mét. 1,5 mét? 1,5 mét để làm đúng theo chuẩn kiểu phong cách của biệt thự Hàn Quốc. Nhà đồi ở trên nhà đồi Hàn Quốc đúng không ạ? Gần 4 giờ chiều nhưng mà đứng ở đây thì rất là thích. Cái hoa này nhiều bạn thích này. Cái hoa này, cây này nhiều bạn thích này. Hoa gì? Hoa gì? Hoa này này. Đố các bạn biết, hoa này hoa gì? Hoa gì? Không biết à? Hoa này con trai ai cũng thích. Con trai ai cũng thích. Không thơm. Hoa dâm bụt. Dâm bụt. À thế là cứ cái gì là anh Minh thích đúng không? Mình. Ok, chúng ta tiếp cùng đi tiếp. À, đây có một lối xuống cửa cổng đúng không ạ? Ở đây em thấy có cái cây dừa. Đây cây dừa, cây cọ. À. Thiết kế hay chứ nhỉ. Xung quanh nó là cái đường đi dạo. Trồng rất nhiều hoa hồng nữa này. Hoa hồng thì bây giờ thành xu hướng rồi. Xu hướng hồng cổ, rất đẹp. Đây chính là một cái phần lửa vào cái mảng kiến trúc mà anh muốn giới thiệu. Đó là cái phần ốp gỗ trước mặt nhà. Em có thể tưởng tượng được là lúc mà ánh nắng chiếu xuyên qua những cái khe này, nó sẽ tạo thành các cái mảng sáng tối rất là nghệ thuật ở trong nhà, rất là đẹp đấy. Rất là đẹp. Ok, thì bây giờ anh sẽ mời Đức và quý vị khán giả chúng ta sẽ đi vào phần chính của không gian sân vườn này. À, đứng từ góc này nhìn, anh quay phim có thể xem không? Là đứng từ góc này nhìn thì đúng là kiểu biệt thự của nhà giàu. Nhà giàu thì đương nhiên rồi. Sướng nhỉ? Có một cái khuôn viên rộng như thế này. Anh đã nói cho em biết về cái tổng diện tích cái khu này chưa nhỉ? Trước khi nói phần đấy thì hôm nay anh có nói có đúng không chưa? Dạo này gần đây mọi người đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Hôm nay anh phải nói là không đúng ạ. Không đúng ạ. Ok, xin lỗi mọi người, tôi sẽ sửa trong số này đúng không? Ok. Thì nói qua một chút về diện tích của cái căn biệt thự này. Diện tích căn biệt thự này là 1,100 m². Em có nhớ bằng căn nào không? 1,100 m². Dạo này review nhiều quá. Em giống cái căn solo đài giống nhà trắng lần trước. Bằng diện tích luôn. Đúng không ạ? Nhưng mà sao em cảm giác rộng hơn là do cái sân vườn nó nhiều đúng không? Cái lô đài kia nó cao hơn đúng không ạ? Diện tích xây dựng ở đây là 360 m² một sàn, có 3 tầng, có một tầng hầm và 2 tầng để chúng ta sử dụng. Một tầng hầm có để được khoảng 6-7 chiếc xe, 6-7 chiếc ô tô. Đây là bể cá koi rất là thân, con cá này rất là to đúng không ạ? Chúng ta đã gặp cái con cá này ở cái bể cá koi ở cái lâu đài số bên không phải lâu đài, biệt thự Eco Park đúng không ạ? Đấy, nếu bạn nào mà chưa xem có thể xem lại đúng không ạ? Đúng không ạ? Tôi có thể bắt bài anh Minh rất là nhanh. Quen đi dạy rồi hay nói thế. Thì cái giá trị của con cá này Đức biết rồi đúng không? Khoảng với cái kích cỡ như này giống koi Nhật thì sẽ khoảng tầm 2,000 euro cho một con trở lên đúng không anh? Chính xác. Ở đây thì có cả có con nhỏ thì nó giá trung bình tầm 1,500 đến 2,000 euro một con. Ở kia thì em thấy có cái suối sóc rách. Thì bao giờ cũng thế, mang tính là thiên nhiên, mang tính là điểm nhấn cho cái ngôi nhà, cho cái phần sân vườn. Thì đây cũng chính là hệ thống lọc nước, phong thủy đúng không ạ, núi. Ở ngoài cái mặt tiền này thì còn cái gì đặc biệt nữa không anh Minh? Vì là thiết kế theo phong cách Hàn Quốc nên là chúng ta sử dụng rất nhiều các vật liệu về tự nhiên. Thì có trong đó thì có vật liệu bằng đá. Thì loại đá này thì được nhập khẩu từ Bỉ. Ốp phần, phần mặt tiền này đúng không ạ? Và xen kẽ với nó là cái này là em biết rồi, chính là phần trần, cái phần sàn nhựa. Quan trọng là em nhìn thấy nó rất là hiện đại và nó mang rất, nhìn thấy rất là sang trọng đúng không, rất là sang trọng. Ok, thôi thì chắc là mình sẽ vào bên trong anh nhỉ. Ok, bây giờ anh sẽ mời quý vị khán giả cùng với Đức. Tôi sẽ mời Đức và quý khán giả chúng ta sẽ vào trong để khám phá phần bên trong của biệt thự này, đảm bảo rất thú vị. Vâng, chúng ta sẽ cùng đi vào trong xem sao.
Đẹp quá, đèn tím mộng mơ. Đèn thì nó có nhiều màu sắc tự động. Phần chính của ngôi nhà thì cái này em hỏi một chút trước và sau. Ở ngoài cái này em thấy là một mặt kính trải dài hết, thế có an toàn không? Có vẻ không chắc chắn đúng không? Người ngoài nhìn vào xong rồi đột nhập các thứ gì không? Em còn thấy là chúng ta thấy rất nhiều các camera được lắp khắp mọi nơi. Hệ thống an ninh tự động. Nhận dạng cảnh báo tự động luôn đấy, đúng không? Nên là khó việc mà đột nhập vào đây được lắm. Đúng không ạ? Bộ bàn ghế này là gỗ gì anh? Bộ bàn ghế này thì chúng ta đã từng thấy ở trong cái lâu đài mà sắp hoàn thiện ở trên ở video trước. Là đúng gỗ mun đấy đúng không? Chính xác, gỗ mun. Em thấy các cái nét chạm trổ cũng rất là tinh tế đấy chứ. Trong phòng khách này thì Đức nhìn thấy hai khổng lồ không? Đây, tôi Đức thì đứng bên. Tôi Đức cũng đứng bên mình thấy không ạ? Này, rất to. Khó. Rộng như này thì chắc là anh quay phim sẽ không thể quay được hết. Cái bình bằng gỗ gì ạ? Gỗ hương ạ? Lục bình. Trang bằng trí. Gỗ hương. Cái này riêng cái khâu vận chuyển vào đây cũng là một kỳ tích đấy. Nhưng nó là một điểm nhấn cho trang trí của phòng khách lên, đúng không ạ? Phần cửa kính thì chúng ta có bộ phận hệ thống rèm tự động, thì cũng chính là cái phong cách hiện đại. Khi chúng ta mở toàn bộ rèm ra thì em thấy là không ra sân vườn, như òa vào nhà. Có nghĩa là cái biệt thự này dùng rất nhiều các cái hệ thống, người gọi là nhà thông minh đấy, đúng không? Nhà thông minh, đúng rồi. Ở đây thì chúng ta có một bộ bàn ghế ăn. Đây là gỗ ốc chó hay sao nhỉ? Nhìn màu này. Thì anh nói qua một chút thì là toàn bộ bên ngoài thì thuê thiết kế. Nhưng bên trong thì gia chủ là tự sắp xếp. Thế là chúng ta vẫn có một biệt thự bên ngoài mang phong cách Hàn Quốc, kết hợp với cái việc là bên trong thì là sở thích của gia chủ và cái nhu cầu sử dụng. Nên là mọi người cũng đừng comment, chúng ta đừng comment như vậy, vì đây là sở thích, chúng ta nên tôn trọng sở thích cá nhân. Đúng không? Thì cái phòng khách này thì rộng bao nhiêu mét vuông anh? Phòng khách này thì rộng cỡ khoảng tầm 80 mét vuông đấy. 80 mét vuông đấy. Đó. Chúng ta có một không gian bên trong kia là phòng thờ, thì một lát nữa anh em mình sẽ giới thiệu qua khán giả. Nhìn thấp thoáng ở ngoài này em thấy là nó rất là cổ kính, rất là đáng để xem. Và trong đây chúng ta là phòng bếp cũng rất hiện đại. Bếp hay đấy ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân anh em tôi. Phòng bếp nhìn có vẻ rất là hay đấy, rất là hiện đại. Phòng khách thì theo kiểu cổ điển nhưng mà truyền thống, nhưng ở đây thì lại hiện đại, rất là hiện đại nhỉ. Nhìn rất là Mỹ đấy chứ. Rất là Mỹ, rất hiện đại. Chúng ta thấy rằng là bộ bàn bếp thì làm đá tự nhiên chẳng. Ở đây cái ghế này là bằng da đấy. Anh có theo anh thì có, nếu mà bằng da cá sấu thì nó có đẹp hơn không? Hay là bằng da bò thương hạng? Thấy anh hay nói về cái đấy. Da này là da cá đuối, hôm em nhớ căn biệt thự ở bên Riverside đúng không? Sẽ đẹp hơn đúng không? Lấy một da cá đuối tự nhiên thì sẽ đẹp hơn. Lại quảng cáo. Một phút quảng cáo đã hết ạ. Trong phòng bếp rất nhiều thứ hiện đại, chúng ta có máy pha cà phê đúng không ạ? Và rất nhiều các loại máy khác. Đây, thì cái phần này là phần mà anh nghĩ là gia chủ đầu tư rất lớn. Đó là toàn bộ thiết bị tủ rượu vang này. Rượu vang thì là chuyên môn của bọn tôi rồi. Rất nhiều rượu vang, đúng không ạ? Chà chà. Nhiều chà rất là lát. Thế thì chắc là mình sẽ di chuyển sang phòng khác anh nhá. Chúng ta sẽ lên tầng 2 đi. Sang phòng thờ đi anh. Anh vừa thấy cái phòng thờ rất là... Em nghĩ là quý vị và các bạn sẽ rất là thích cái phòng thờ này. Tức là cái nhà này thì nó có hiện đại và led truyền thống đúng không? Ok, thì tôi sẽ mời Đức và quý vị khán giả chúng ta đi qua một chút phòng thờ. Rất đẹp đúng không ạ? Đây chính là cái phần phòng thờ. Quý vị khán giả có thấy rằng là chúng tôi vừa đi từ phòng khách vào phòng thờ. Đây không phải là phòng thờ, là một nhà thờ thì đúng hơn. Một cái nhà thờ được làm bằng gỗ. Em nhìn cái cách thiết kế này nó giống như ở trong các cái ngôi chùa ấy đúng không anh? Nó mang phong cách của Bắc Bộ, những cái làng vùng quê Bắc Bộ. Thì đây chính là cái led mà nó kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Khi chúng ta đi vào phòng thờ chúng ta không thấy là những cái đá trang trí nữa. Đúng không ạ? Đây là gạch nữa. Đây là gạch truyền thống ngày xưa đúng không? Gạch truyền thống. Gạch bổ hay sao? Gạch bổ chính xác. Đây. Gỗ. Toàn bộ thì là bằng gỗ. Trên trần cũng là gỗ hết nhỉ? Không, trên trần thì đương nhiên là bằng tranh bằng gỗ rồi, bằng ngói.
Ok, thì chúng ta đã trải qua một không gian tầng 1 đúng không? Bây giờ anh sẽ mời Đức và quý khán giả chúng ta lên tầng 2 xem cái phòng ngủ master. Ok, rất là nóng lòng chờ xem là cái phòng ngủ master sẽ như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Cái thiết kế ở đây em thấy rất là thích dùng các cái vách ngăn như này. Cái này nó vừa chia được cái bố cục không gian của phòng nhưng mà lại nhìn thoáng. Rất là thoáng. Nó không bị bí. Chúng ta đang ở trung tâm của cái tầng 2 này. Ở đây thì một cái phòng ngủ vô cùng rộng. Công tắc đèn cũng là của Lumi luôn này. Đúng rồi. Trên tầng 2 này thì chúng ta có 3 phòng ngủ. Một phòng ngủ chính thì một lát nữa thì tôi sẽ dẫn Đức và quý khán giả đi khám phá. Em đang phải đứng ở trước cái cửa này là vì em thấy đứng ở đây mát quá. Thời tiết khá là nóng. Vào trong nhà này thì đây các bạn có thể nhìn thấy anh Minh toát hết cả mồ hôi nãy giờ tôi. Rồi thì thương anh Minh quá nhưng mà thôi cố gắng review nốt xong rồi anh em chúng ta đi nghỉ nhá. Nhưng mà nhà cũng rất là mát, thực ra cái nhà rất là mát và rất thoáng đúng không ạ? Ok, chúng sẽ vào. Xin mời quý vị các bạn. Thế lại có cái chó biệt thự. Hôm trước là chó lâu đài, hôm nay là chó biệt thự. Chó biệt thự thì nó không được nhuộm như lần trước. Nó mang tính hiện đại hơn. Giống này là giống mông cổng. Nghe hay nhỉ. Con này tên là gì anh biết không? Con này tên một loại cà phê mà tôi hay uống nhưng mà tôi không nói được. Cà phê mà thêm sữa gọi là cà phê gì? Lâu đá. Ok, lâu đá. Anh Minh thì sẽ hay gọi là lâu đá. Hình như trong này hơi tối, cho em bật đèn một tí cho anh quay phim quay cho dễ. Đây là chính là cái phòng khách lớn nhất tại cái căn biệt thự này. Diện tích như nào anh? Diện tích căn phòng này lên đến 100m. 100m? 100m, đúng không ạ? Chúng ta có phần phòng để mà nghỉ ngơi, riêng tư. Chúng ta có phòng ngủ, chúng ta có một nhà vệ sinh rất rộng. Và đặc biệt là em thấy rằng là đấy khi lại toàn là kính thông thoáng với không gian nhìn bên là ngoài. Toàn bộ được xuống không gian sân vườn và nhìn ra bên ngoài rất đẹp. Anh em mình đang đi vào đâu đây? Trong này vẫn còn phòng thay đồ, phòng rộng quá nhỉ? Tắm này rộng quá. Phòng tắm cũng rất đẹp. Chà. Phòng tắm này rộng quá. Phòng ra đây thì không phải bật điện nữa nhá. Không phải điện. Đây cái phòng tắm này thì có ánh sáng tự nhiên vào đây luôn. Có cả một cái bể rất lớn mà trần xuyên sáng bằng kính. Nên là tắm nó cảm giác như tắm giữa gì ạ? Giữa thiên nhiên. Đúng không ạ? Đúng rồi. Không em trêu anh thôi. Hôm nay anh Minh rất là cố gắng để sửa cái lỗi này. Thật ra thì tôi vẫn luôn cố gắng để sửa mỗi số mỗi ngày. Anh em chúng tôi như là như vậy. Anh em chúng tôi đều rất luôn cố gắng và lắng nghe những cái góp ý của quý vị khán giả làm sao để tốt lên từng ngày. Cái này rất hiện đại này. Vì sao? Chúng ta tắm xong này, thay đồ và đi ngủ. Ok, thì anh em chúng tôi sẽ giới thiệu các quý vị và các bạn cái phòng ngủ chính thôi. Bây giờ anh sẽ nhờ anh quay phim dẫn quý vị các bạn đi xem một số phòng nữa đúng không? Những cái phòng còn lại chắc là chúng tôi sẽ nhờ anh quay phim. Dẫn quý vị và các bạn đi trải nghiệm vì thời lượng cũng có hạn. Nên là có sửa thì chuyển anh quay phim. Ok. Xin mời. Gì đấy? Xem cái gì đấy? Xem phim Nhật à? Phim đó xem nào? Phim Việt. Xem lại ai?
Nhà to. Nhưng mà thằng nhà to đấy. Em ấy thằng dở thôi. Anh xem cái gì không xem, xem. À, anh mở em xem thế nào, xem có gì hay không? Hay lắm, hay lắm, rất hay lắm. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nhưng mà em anh phát sao lại tiếng từ điện thoại của anh mà to ấy nhỉ? Hệ thống loa đa tầng. Đa tầng là như nào? Cho em nghe lại nhá. Dạ, có cái mic thì bật chưa các bạn? Nhà to chúng tôi đã trở lại. Thì hôm nay anh em tôi đã phải dậy. Có phải là cái tảng đá đằng kia không anh? Chuẩn luôn. Rất nhiều loa được bố trí ở rất nhiều không gian vườn ngoài nhà này. Thế là cái này là hệ thống âm thanh đa vùng à? Đa vùng, đa tầng đa vùng. Gọi là người ta gọi là dân dân quê gọi là công nghệ tận răng. Công nghệ tận răng. Cái này là của cũng cùng một hệ thống cùng hệ thống của nhà thông minh thôi. Của nhà thông minh luôn. Hay đấy. Ok, đúng không? Hôm nay thì tôi vừa dẫn Đức và quý vị khán giả vừa đi trải nghiệm một biệt thự mang phong cách Hàn Quốc thì không biết là Đức đang có cái cảm nhận như thế nào. Em có đang cảm nhận là mình là một đại gia Hàn Quốc không? Em cũng mong thế. Cũng mong thế, nhưng mà thực ra cái phong cách của em nó giống Iraq với Ả Rập hơn. Iraq, Iraq, Hàn Quốc nó hơi khó. IS đúng không? IS thời kia. Thì không biết quý vị và các bạn cảm nhận thấy cái số này như thế nào. Tôi thì tôi rất là thích cái khuôn viên, cái không gian sân phong vườn ở đây. Phong cách kiến trúc nữa, rất đẹp. Phong cách kiến trúc cũng rất là đẹp. Bên ngoài rất là hiện đại, đúng không? Rất nhiều ánh sáng, rất nhiều kính, rất nhiều không gian, đúng không ạ? Và có rất nhiều chức năng khác nhau. Đấy, có phòng đọc sách, có phòng làm việc, có phòng tập thể dục, đúng không ạ? Phòng ngủ cũng rất là rộng, mọi người không chê là bé nữa, đúng không ạ? Thực sự là một nơi để nghỉ ngơi dành riêng cho do gia chủ, rất là hay. Không biết là quý vị và các bạn có cái cảm nhận, cái suy nghĩ như thế nào về cái không gian nhà hôm nay, phong cách Hàn Quốc mà anh em nhà to chúng tôi giới thiệu. Và quý vị và các bạn hãy comment xuống phía dưới. Cũng như là đừng quên like, subscribe và chia sẻ nhiều hơn các cái video clip của anh em nhà to. Để chúng tôi có thêm nhiều các cái động lực làm nhiều số hơn nữa, nhiều siêu phẩm hơn nữa. Nhiều siêu phẩm. Thế thôi mình nhỉ. Okay. Lại xin chào. Xin chào. Và hẹn gặp lại.